Tạm biệt những ly nước ép đóng chai, thưởng thức hương vị ngọt lành tự nhiên, trọn vẹn dưỡng chất ngay tại nhà với siêu phẩm máy ép chậm Kalai KL550 từ nhà Kalai. Máy ép chậm Kalai KL550 thời thượng với hai phiên bản màu sắc cùng công nghệ mạnh mẽ, trục ép chắc chắn phù hợp với mọi căn bếp Việt. Trong mùa dịch này, việc nạp dưỡng chất ngay tại nhà chưa bao giờ đơn giản tới vậy. Đặc biệt với người lớn hay trẻ nhỏ lười ăn rau thì Kalai KL550 chính là giải pháp dinh dưỡng hoàn hảo, tiết kiệm thời gian, chi phí. Chiếc máy này có thể ép mọi loại rau củ quả, từ các loại hoa quả, rau củ cứng, nhiều xơ như là táo, cà rốt, cho tới các loại rau mềm như là bắp cải tím, cải bó xôi nữa đó. Các chị em có thể thỏa sức sáng tạo trong căn bếp của mình với việc mix nhiều loại trái cây, các hỗn hợp rau nhiều hương sắc vô cùng là tiện lợi. Những ly nước ép hấp dẫn, đầy màu sắc chắc chắn sẽ khiến mọi thành viên trong gia đình không thể chối từ. Với trục ép bằng titan nguyên khối cùng tốc độ xoay vòng 55 vòng một phút, giúp ép kiệt bã, cho lượng nước nhiều gấp 1,5 lần. Đặc biệt, máy có thể ép liên tục 30 phút mà không bị nóng. Thiết kế nắp chặn thông minh smart lock thường có ở những dòng máy ép cao cấp sẽ ngăn ngừa sự rò rỉ nước ép nên cực kỳ vệ sinh và sạch sẽ. Máy ép chậm Kalai KL550 chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình của bạn. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đặt hàng ngay qua hotline 1900 1850 hoặc truy cập website kalai.vn để nhận tư vấn chi tiết cũng như những chương trình ưu đãi siêu khủng từ nhà Kalai nhé.